Gà nhà ông thì có rất nhiều con bé. À ông, bây giờ ông còn nộp ngân hàng à? Cháu Quân xin mến chào tất cả quý ông bà các chú anh chị. Chào mừng tất cả quý ông bà các chú anh chị đã tiếp tục quay trở lại với nội dung mới tiếp theo trên kênh Bạn Em. Một ngày mới con chúc tất cả quý ông bà các chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay con lại tiếp tục hôm nay thì anh Lực không ở, thì con hộ anh Lực xuống để chia sẻ và cùng hai ông cháu để dọn chỗ để làm nhà. Thì bây giờ con mời quý ông bà các chú anh chị theo dõi hết video ạ. Sáng thì con cũng không có số điện thoại ông, chả biết ông có ở nhà không. Sáng nay thì em Mạnh thì cũng đi học một buổi thôi, học mỗi buổi sáng, buổi chiều thì nghỉ. Ôi, hình như em Mạnh đang xuống bên kia. Còn cái liều bên kia thì hôm trước ông bảo làm để buộc trâu thì con cũng đã, hôm trước thì con cũng cùng ông gỡ xong hết bạt rồi. Ông đang làm gì đấy? Cháu chào ông. Ông chào các ông. Cho có bóp có gì á. Hôm nay là cháu xuống đây là cháu cùng ông dọn mấy chỗ này thì mấy nữa là mấy ngày tới nữa thì anh Lực sẽ ra đây đào nền để làm nhà mới cho ông. Bây giờ cái này thì lấy để đâu ông? Lấy vút đi đâu, ông lấy đi phơi đi, lúc nào lấy làm củi cũng được mà cái này ấy. Cháu lấy để bên này cho nhá. Tí ông lấy bật lửa về thì gom mà chỗ này lấy đốt ông ạ. Nóng một tí đó. Vâng. Em Mạnh sáng nay đi học không? Hôm nay không đi rồi. Hôm nay không đi à? Vâng. Bây giờ gom rác ra một chỗ nhỉ. Ôi Mạnh đâu về ấy Mạnh? Mạnh đâu về ấy? Chào các ông các bà nào. Chào các ông các bà. Nhìn ra bên này. Con chào các ông các bà. Rồi, em Quyết chào nào. Chào các ông các bà. Nhìn ra đây. Chào các ông các bà. Rồi, ngon quá. Mày ăn cơm chưa? Hả? Chưa à? À, ăn rồi à? Cái chuồng lợn này mấy nứa thì chuyển ra bên kia thôi nhỉ ông nhỉ? Bây giờ ông cháu mình dọn rác xem mấy chỗ này có rác gì dọn ra một chỗ tí lấy đốt không ạ? Còn cái nào mà dùng được, nấu củi được thì lấy để ra một chỗ. Không còn lấy cây chuồng của hỏng giờ. Vâng. Hôm trước thì lúc ông làm nhà này thì cũng có đá nhiều ông nhỉ? Nếu bây giờ nếu mà đào móng nhà mới thì phải lấy hết đá này ra ấy. Ai hòn tối. Vâng. Bây giờ mình gom xong ông cháu mình bê đá đi đổ để chỗ nào ông nhỉ? Bê để dưới này không? Dưới là đào đứt xuống là có đứt nhiều mới chạy lên được. Vâng. Thì bây giờ ông cháu mình dọn xong bê sau ông.
Thế cháu bê đá vứt xuống dưới kia nhá ông. Nhà của ông thì nếu mà lúc nào làm nhà mới thì phải đào ở đây, chắc đào hòn đá này chắc cũng được 2-3 ngày mới hết. Bởi vì ở đây có đá nhiều. Cũng nào to quá thì không nhấc được thì lấy đẩy xuống thôi ông nhỉ. À, ông đi lấy về à? Vâng. Chỗ tường ở đây nó tự có. Vâng. Chưa, thì tên mà. Sáng nay ông có đi đâu làm gì không? Hay là ông chỉ dọn mỗi chỗ này? Vâng. Vâng. Bây giờ ông ở đây xếp nhá. Cho lấy xuống cho. Vâng. Em Mạnh thì cùng em Quyết thì ra bên kia chơi, hai anh em mà tự biết chơi. Ông xem cuồng nào không lấy được ông lấy đẩy đi nhá. Dạ thì không nên là vác, không nên là bê nặng đâu. Không à, mai sau đau lưng ấy. Mấy ngày nữa thì ông phải chặt cái cây này ra đấy. Ông đi ra nhá, cháu đẩy cục to này xuống đã. Vâng. Vâng. Đá này thì đá mềm thôi ông nhỉ? Mềm thôi. Đây không phải đá cứng. Thì ông cháu mình, cái nhà bên kia ông đã làm hoàn thiện được không? Làm rồi. Tí còn cần đi chặt cây không ông? Cây chặt không có rồi. Cây chặt không có à? Ông không xin được ai à? Xin được đâu. Vâng. Nếu mà xin được ai thì cháu cũng đang ở với ông. Thì tí ông cháu mình đi vác cây về. Xong ông cháu mình làm. Không à, một mình ông thì làm hơi khó đấy. Mới làm thiếu ủi thôi. Vâng.
bây giờ cũng hết rồi, còn mấy cái hòn bé nữa thôi. Mấy cái hòn dưới này có cần lấy đi không? Vứt xuống đi. Vứt, cháu vứt xuống nhá. Bây giờ ông ở nhà một mình, nếu mà không có gì làm, ông chỉ đi lấy mới cỏ với lại lấy rau lợn thôi ông nhỉ? Ừ. Thôi. Cái chuồng gà này mấy nữa có phải chuyển đi không? Hay là vấn đề đây? Mai tháo ra. À, mai tháo ra. Hay là cháu đang ở với ông thì tí ông cháu mình tháo luôn. Tháo xong à. Ông lấy để bên kia gái. Đi làm bên kia làm. Thế bây giờ ông cháu mình nhớ hết đá thì cháu cùng ông làm nhá. Được. Bây giờ lấy cây trên này lấy đi để chỗ nào ấy ông? Cây lấy ra mà tí ôm đi. Cây này hình như là cây chuồng lợn, cây để làm chuồng lợn ông nhỉ? Vâng. Cây chuồng lợn này thì nếu mà làm thì cũng không được lâu ông ạ, cũng mọt nhiều rồi đấy. Mọt rồi, chứ làm phải ngon. Chết rồi. Sạp đen này xuống mấy hộ ông bỏ này. Rồi lép này. Đi lấy sạp đen về cho ông đi. Cây đó nó ngọt thì lên nhiều lắm. Vâng. Rồi lép trước nữa ạ. Rồi nữa ạ. Thế nhà ông có rừng không? Hả? Nhà ông có rừng không? Rừng á? Ờ. Không có. Không có đâu à? Ồ. Nếu mà mình có rừng thì mình đi lấy cây về trồng không ạ? Thì mình không cần phải đi xin nhiều. Mình xin thì mình cũng chỉ xin được 1-2-3 lần thôi không ạ? Cũng không xin được nhiều đâu. Mình xin nhiều thì mình cũng xấu hổ. Rồi không thấy à? Chưa gì thì mất à? Bây giờ cháu lấy cho ông. Đây 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 ở đây ở đây. Đây không? Trời thì cũng không nóng mấy mà làm việc một tí khá là nóng ông nhỉ. Quyết đi ra nào Quyết ơi. Lên trên kia cùng em Mạnh chơi đi. Thôi giờ hết chứ con gà không để trứng đây. Đã. Để trứng này mà cỏ, hay cỏ này. Để trứng rồi à? Ừ. Để chỗ nào? Ừ. Ông, đây, lấy cái thìa đi cất đi. Bỏ bên kia nó để bên kia. Vâng. Hôm nay làm cho nó. À sáng nay ông làm à? Vâng. Chắc là nó không quen thôi. Bây giờ tí là ông cháu mình tháo ra nó khắc đi trên kia để. Đi lấy về nhà đi, lấy thìa về nhà đi. Quyết. Lấy thìa về nhà rửa đi, rửa trên kia để cho ông nào. Đi. Đi thì cùng em Quyết ở trên kia chơi nhá. Đừng về đây nhá. Không à, ở đây tí ngã đấy. Nhà ông thì mấy tháng nữa thì cũng được bán gà ông nhỉ. Gà nhà ông thì nếu mà gà nhà ông không có bệnh gì thì được bán đấy ông nhỉ. Tháng 7, tháng 8 đi. Vâng.
Gà nhà ông thì có rất nhiều con bé. À ông, bây giờ ông còn nợ ngân hàng à? Ủa chắc là anh Lực không biết là ông nợ ngân hàng. Lực biết rồi. Anh Lực biết rồi à? Vâng. Thôi bây giờ ông nhấc đầu bên dưới nhé, chân nhấc đầu bên này. Ông kéo cái cây đấy ra. Ông nhấc xuống. Cái chuồng gà của nhà ông cũng là sắp hỏng đấy ông nhỉ. Nhưng mà gà thì để tạm thì cũng được rồi. Thế là bây giờ ông cháu mình phải lên trên kia gỡ không? Có cần lên trên kia gỡ không? Trên kia mà thấy già rồi đấy, cái này này đóng. Trên chỗ như là còn ướt sướng ở trên đấy. À vâng. Thế bây giờ ông cháu mình lấy mới cái này ra không? Ừ, chị. Vâng. Làm nó ra trước đó. Vâng. Thế là tôi cuốn mai à? Vâng. Đi nó kẹp ạ. Tôi đang phần phần. À, vẫn nhấc được mà ông? Ừ. Vẫn nhấc được mà. Ủ bên này không nhấc được đâu ông ạ. Chắc là phải tháo ấy. Lấy tháo tí à. Không tháo đâu. Không tháo đâu à? Nhưng mà giờ chỉ nhấc được mỗi bên này thôi. Bên kia nó dính chặt đứt rồi ông ạ. Đâu ông xem trên kia lấy để trên nhà kia không? Dưới này thì ông lấy để con trâu với lại sợ để con lợn nữa. Ông cháu nhấc ra. Không nhấc ạ. Không nhấc đâu à? À? Vẫn xoay mà ông. Ông phải lên trên xá kia xin nhất về bôi không ạ? Giờ nó lâu quá. Bây giờ muối bên dưới nó hỏng. Ông lúc nào lấy đi phát thì lấy bật để ở dưới nó vẫn phát được bình thường không ạ? Đúng rồi, nó làm thế được mà. Vâng. Bật để dưới nó. Vâng. Chỉ chỉ dầu về. Vâng. Chút bụi. Ồ, cái này cũng cây à. Vâng. Mày, ơi, đi đi trên kia nào. Tiếng ngá đấy. Đi. Đi trên kia chơi nào. Ở đây tiếng ngá đấy. Đó, bây giờ hai ông cháu mình ra bên này nhước đó không ạ? Vâng. Bên này thì bây giờ nó dính chặt đứt rồi không ạ? Chuột cũng biết ăn trứng ấy ông ạ. Ừ. Trời mưa thì cuốc nó dễ hơn, đất nó tươi. Cái bên dưới này chứ có cần phải cuốc ra không? Bên dưới này. Vâng. Ồ. Giờ nếu mà ông để chỗ này thì để chỗ này mưa trúng ấy ông ạ. Hay là ông để chỗ cái máy này luôn không? Xong ông
ông cũng ở trên nó thì con chuột mới không dám xuống chứ. Thì lúc đấy thì con với lại ông thì nghỉ ngơi đi uống nước. Bây giờ con với ông lại tiếp tục vào công việc. Vâng. Hình như ở đây còn đá ông ạ. Bây giờ cháu lấy xe ben. Vâng. Nhưng mà bây giờ ông làm chỗ này xong thì chắc mấy nữa ông phải mua bạt về lại để chỗ này ông nhỉ. Trời mới không mưa ấy, con gà mới ử đấy. Nhưng mà trời mưa con gà cũng không ử đâu. Hôm trước ông lấy cái màn ra chê nào ông? Màn chê cái gà mới không hiểu ra được. Vâng. Chỗ này đá mềm kìa. Nhìn đá mềm nhưng mà rất là cứng. Ông ơi, đất này thì hót lấy để dưới nó thôi chứ ông? Thì hót lấy để bên dưới thì đấy là lắp con chốc đi. Hót để dưới này không? Ừ. Vâng. Vâng ạ, đi chín vâng ạ. Vào dưới để hợp. Cây dao vứt bên này. Vâng. Bây giờ ông tháo bên kia ra thì liệu có nhấc được dao không ông? Hả? Cái chuồng gà ấy. Nó sớm đồ mà. Cái này còn lấy không? Ông lấy cất. Cái chú đen nhờ, anh không đẹp mấy nhờ. Kết này nè. Chút rồi. Nhìn ảnh. Tí nữa chắc ông phải lấy đá ra đệm hai bên này ông ạ. Nếu mà ông lấy ông lấy đệm thì con gà mới có chỗ đứng ông. Không là gà không có chỗ đứng đâu. Nhưng mà có vẫn phải lấy đá về đệm chứ ông. Hay là tí ông lấy cây đi mấy? Cây. Vâng. Ui. Chỗ này đào được thế thôi ông ạ. Không là tí nó thành hố ấy. Gì đây?
thùng á. Ồ, ừ. Cái mộ ảnh đi. Ông có nhấc được không? Để cháu nhấc cùng ông. Ông lấy nhấc để đâu ấy? Chị làm chung lần đi. Con trâu này ăn khá là no ông. Vâng. Chào mình, nếu ông làm bếp chắc là không ngồi nhà này đâu chứ ông. Nếu ông ngồi nhà này thì miếng cơm phân trâu khá là mùi đấy không ạ? Nếu mà trời nắng thì, nếu mà trời không mưa thì ngồi bên ngoài ăn cũng được ông nhỉ. Nếu lúc nào mưa thì mới vào trong. Mưa nhà bếp thì đi. Vâng. Mấy kia lấy chân để chiếu về ạ. À, thế là bây giờ tối ông ngủ trong nhà này rồi à? Chứ không ngủ đây thôi. Vâng. Mấy kia đập lũ về mới có chỗ để ạ. Vâng. Bây giờ cháu nhấc cái này ra đó ông ạ. Ông cháu mình nhấc cái này ra đó. Một tí để sau. Vâng. Hình như ai tắm dưới suối kia ông ạ. Dưới suối kia sau thì ông đừng có cho em Mạnh xuống tắm nhá ông. Nếu mà không để ý sợ chết đuối đấy. Nếu mà không biết bơi ấy. Vâng. Ôi bây giờ không út được đâu ông ạ. Không uống được đâu, tí nó gáy ấy. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Thôi ông đừng làm nữa, tí gáy đi. Gáy chút. Bỏ nó không thấy hót chứ. Cái này chắc cũng phải rút ra ông nhỉ. Rút ra đi. Ui ui. Hình như là cái trên này hôm trước ông cũng lấy dương về để thôi nhỉ. Xong ông mới lên trên quán kia mua bạt về để ông. Dương để nó thối hết rồi. Vâng. Bây giờ thì mới bước về đấy. Hình như ở đây có ổ chuột đấy ông ạ. Ồ, cái này chắc là nhấc ra từng tấm một thôi ông nhỉ. Này ơi. Cái này bên này thì nó dính đất nhiều quá ông ạ. Có con giun nhiều này. Con giun. Hồi nếu mà gà về gà ăn hết đấy.
Con gà thích ăn run lắm. Ôi, được rồi ông ạ. Bây giờ ông nhấc đầu bên kia nhá. Cháu nhấc đầu bên này. Lấy ra từng cái à? Vâng. Đấy, thế bây giờ ông lấy bên này ra trước. Nó bắt ở bên dưới kia một cái không? Bắt đây, tuột đây. À, nó tuột à? Bây giờ ông cứ nhấc ra bên kia tí lắp sâu cũng được mà ông. Bây giờ sợ lắp nó không đều ấy. Bây giờ ông nhấc ra bên kia. Để cháu nhấc tấm vé này đi. Bên này lấy để bên này ông ạ. Ông đi tìm búa về đập ông. Ông lấy búa về đập cho nó vào trong. Từ nhá, để cháu tìm, để cháu tìm cây về đập luôn. Lấy cho vào trong đây. Vâng. À, ông lấy để ra ngoài à? Vâng. Ông giữ nhá. Được, ông bây giờ ông giữ bên dưới. Cháu đập bên dưới này. Ồ, bên dưới này không tới đâu ông ạ. Chỉ để được hai cái này thôi. Vâng. Được. Bây giờ cháu mình lắp từng cái một ông. Lấy cái này ra đâu ạ? Lấy cái này đi để bên kia đó. À, cái này ông lấy buộc nhỉ? Rút cả cây trên này ra luôn ông ạ. Ui. Cây này cũng gãy rồi. Cây ở dưới nó gãy rồi ông ạ. Yeah. Ông cầm đi xem bên kia. Thế tí lấy để chỗ này luôn hả ông? Vâng, thế... Vâng. Vâng. Kết thúc phim của con đến đây cũng khá là dài rồi. Chắc là con cũng xin tạm dừng ghi hình ở đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại cô bác chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Đấy, ông chào cô bác. Chào các chị các bác.